Tập 65. Máy bán đồ uống. Ngoài đó nóng quá, mình không thể làm việc được. Ồn ào quá, gì nữa đây? Tiểu Phu Phích. Ồ, ông chủ, xin lỗi ông. Tại trời nóng quá. Gì cơ? Cho tôi hai chiếc máy bán đồ uống à? Cảm ơn ông. Tốt như vậy, còn tặng máy bán đồ uống cho mình. Ồ, chúng nó ở đây rồi. Cảm ơn trời, vì dịch vụ chuyển phát nhanh. Ta yêu ngươi, Coca. Thì ra là phải trả bằng tiền à. Ôi, chuyện tốt hơn là không có gì cả. Mình biết ông chủ sẽ không hào phóng như vậy đâu. Sảng khoái quá. Thêm một lon nữa. Ôi trời, nóng quá đi mất. Không biết ở đây có thứ gì mát để uống không? Cái gì vậy nhỉ? Lạ thật đấy. Là một lon nước sao? Nhưng là loại gì? Loại gì đấy? Ủa, tuyệt quá. Nó có mùi như là... Coca ngọt. Hết rồi, phải đi tìm thêm mới được. Tiểu Phu Phích à? Coca. Mùi vị như thiên đường vậy. Và một ngày nắng nóng như vậy, không điều gì tuyệt vời hơn là một lon nước ngọt. Wow, mình trúng lớn rồi. Chúng đâu hết rồi? Không công bằng. Ra đi nào, dù ngươi ở đâu, ta sẽ có Coca cho bằng được. Thôi nào. Ôi trời, mình phải làm gì đây? Đúng rồi, mình sẽ đi nói với những người bạn gấu của mình, họ sẽ giúp mình. Trái ở Rainbow, cái máy đó, nó có những thứ tuyệt vời bên trong. Em yêu đồ uống lạnh. Nó hoạt động thế nào nhỉ? Có lẽ là... Ôi, đồ uống ngọt, ra đi nào, ra đi nào. Nó không ra ư? Ra đi nào, ra đi nào. Một đồng xu. Đây à, đồng xu này dùng cho cái máy. Thử xem nào. Thành công rồi. Đúng rồi đó, tuyệt quá.
Chính là như vậy. Chạy ra đây, còn lâu nhé. Này Ryan, sao anh không thử xem sao? Nó có một cái dòng ở đây. Đưa đây. Còn tớ thì sao? Tớ cũng muốn uống. Xin lỗi, nhưng chỉ có một đồng xu thôi. Mặc kệ. Tớ cũng muốn uống. Này Warren, không cần phải lo, tớ có cách. Thật sao? Tuyệt quá. Lấy thế này tiện hơn. Nóng quá, cái thời tiết đáng ghét này. Hay là quay về uống chút đồ uống đã. Đồ uống, ta tới đây. Đó là cái. Ôi không, chạy thôi. Đợi tới giới. Rainbow, tớ giúp anh nào. Ryan, anh đang làm gì vậy? Tôi đến đây, ngay. Được rồi. Rainbow, đến lúc trêu vít rồi. Chỉ nhìn thấy những thứ này đã khiến mình hào hứng rồi. Mình có thể cảm nhận thấy chất cà phê in. Tuyệt quá, mình thích coca. Rainbow, làm giống anh nha. Ngon quá. Chỉ một đồng xu thôi. Thôi nào, mau nhả đồ uống cho ta. Có chuyện gì vậy? Thôi nào, mau lên, đưa đồ uống cho ta. Lạ thật đây. Ôi chân tôi. Cái gì? Lạ thật đây. Mình nghĩ nên thử lại lần nữa. Có chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra với thứ này? Thật đáng ghét. Chết tiệt. Thôi nào. Nào nghe đây, ta đã mất quá nhiều thời gian và công sức cho việc này. Giờ đưa cho ta một lon đồ uống ngọt mát lạnh mau. Vậy đấy, tại ngươi nhé. Nhả đồ uống ra, không thì ta sẽ cho ngươi ăn đạn. Giờ đưa đồ uống đây. Tuyệt quá đi mất. Ai đánh ta vậy? No.
Được rồi. Tập 66. Người bạn gấu mới. Bực quá. Mình không thể chịu đựng được nữa. Mình không thể hoàn thành bất cứ công việc nào. Gấu ư? Mình có ý này. Alo, xin chào. Tôi muốn đặt một bộ đồ hình gấu. Đúng rồi. Đến rồi, cảm ơn. Xem mình có mặc vừa không nào. Muốn đánh bại kẻ thù thì phải thâm nhập vào nội bộ của chúng. Lũ gấu thối tha, các người sắp sửa tiêu trùng rồi. Đôi khi mình thật là tuyệt vời. Lũ gấu ư? Ở đằng kia. Tóm được ngươi rồi. Con gấu đáng ghét, hôm nay ngươi tiêu đời rồi. Khoan đã, tại sao mình phải ăn mặc thế này chỉ để bắt một con gấu, trong khi mình có thể tóm cả hai con cùng một lúc chứ? Đúng rồi, mình sẽ khiến Rambo tin tưởng mình trước, và sau đó nó sẽ dẫn mình đến thẳng chỗ Briar. Xin chào. Chào đằng ấy. Trông nó giống mình quá. Nhưng gấu gì mà gầy vậy? Ôi không, ông gấu giới. Ôi mật ong, nhìn thấy mà không lấy được. Con gấu đáng ghét kia, hại ta không lấy được mật ong, tức chết đi mất. Người ở đâu ra vậy? Đồ phá hoại kia, người khiến ta dục mất món mật ong. Súng ư? Chỉ con vừa mới mang theo thứ này. Người lấy đâu ra vậy? Không phải nó nhận ra mình rồi chứ? Này cậu bé, đừng lo, nó sẽ không làm cậu đau đâu. À, tớ hiểu rồi. Cá là cậu lấy trộm từ chỗ Vic phải không? Cậu giỏi lắm, cậu bé. Đừng ôm mà. Cậu giỏi thật đấy. Vậy chúng ta cùng hợp tác lấy tổ ong nhé. Tớ có ý này rất hay. Hay là tớ ném cậu lên đó, rồi cậu lấy tổ ong xuống nhé, được không? Mọi thứ cậu lấy được sẽ chia làm đôi. Đừng lo, tớ sẽ giúp cậu lên đó. Đừng quên mang thêm mật ong kia xuống nhé. Sẵn sàng chưa? Gấu con, lũ ong bay ra rồi, chúng ta phải trốn mau lên. Đi nào. Cứu tôi với, ai đó cứu tôi với, mẹ ơi, đau quá đi mất, mẹ ơi. Mẹ.
Này gấu con, gấu con, cậu có sao không? Ôi ấn tượng thật, cậu bé này thật cứng rắn. Cậu ta nuốt cả ông. Mình phải đưa cậu ấy về nhà cho Briar xem. Sao mình lại đến đây nhỉ? Briar, anh lại ngủ trên giường của em à? Thì sao? Vậy đi, em có một bất ngờ cho anh trai. Anh sẵn sàng chưa? Em muốn ăn mật ong nữa ư? Anh cứ ra đây xem sẽ rõ. Nói lên nào. Súng của mình đâu? Mình để đâu rồi nhỉ? Em tưởng chúng ta là hai con gấu duy nhất trong rừng. Đoán xem nào. Em đã nhìn thấy con gấu thứ ba. Em nói con gấu thứ ba là sao chứ? Con gấu thứ hai đến rồi. Vậy anh nhìn xem. Cái gì? Nó định làm gì nhỉ? Anh đang làm gì vậy Briar? Ôm đầu gấu mình để làm gì? Nhìn nó quen quá. Rốt cuộc anh đang nhìn gì vậy? Không phải bị nó nhìn ra rồi chứ? Xích nữa thì. Cứ bảo sao nhìn quen mắt như thế này. Thì ra là gã Vic. Ồ anh bạn, cậu từ đâu tới vậy? Rất vui khi được gặp cậu. Đừng xấu hổ nhé. Giờ chúng ta là một gia đình. Briar, có lẽ cậu ta bị câm. Hoặc có thể là cậu ta đã ăn mấy con ong lúc nãy nên giờ không nói được. Ồ anh hiểu rồi. Chúng ta chắc chắn sẽ muốn chào đón cậu ấy bằng một bữa tiệc nhỏ. Thật là một ngày tuyệt vời. Nhìn xem tất cả những thứ này dành cho cậu đấy người anh em. Không, không cần làm như vậy đâu. Đừng khách sáo vậy, chúng tôi rất vui khi có cậu ở đây mà. Đúng vậy, khoảnh khắc tôi nhìn thấy cậu, tôi cảm thấy như là nhìn thấy người anh em ruột thịt của mình vậy. Nào, cậu chưa nếm thứ gì ngon bằng vỏ cây liễu của tớ. Hãy thử đi, đó là công thức gia truyền đấy. Nhưng mà thử đi nào, ngon lắm đấy. Vỏ cây liễu ư? Briar, sao anh lại bắt cô ấy ăn thứ đó? Chúng ta thậm chí không ăn những thứ kinh tởm đó. Đừng ngốc thế. Chúng ta không bao giờ ăn gì nó được dành cho những vị khách quan trọng. Đó là điều chúng ta muốn nói mà. Ăn đi nào. Nếu mình không ăn thì sẽ bị lộ mất. Ăn thì ăn, ai sợ gì chứ. Ăn đi, ăn đi. Cậu nghĩ sao? Khá ngon phải không? Đây nữa đây, hãy thử rơm của lúa mì đây. Cỡ no rồi. Này, ăn đi. Mấy con sâu này có nhiều protein hơn một cái bánh mì bít tết đó. Ôi không, ăn đi, của cậu đấy. Tôi không thể. Ăn chúng vào cảm giác như sinh tố vậy. Tôi thật sự no rồi mà. Của cậu đây. Ý tôi là tôi đang ăn kiêng. Há miệng ra và ăn con sâu này đi. Tôi thích ăn món nấm cơ. Đó là nấm độc đấy. Có độc ư? Sao cậu lại không nói sớm hơn? Gấu con, cậu có sao không? Briar, anh đang làm gì thế? Tự em nhìn đi. Mình biết ngay mà. Rambo, xem đi. Đây là người anh em thất lạc của em đấy. Tiều Phu Phít ư? Đáng ghét, lại dám lừa mình. Đó là những gì em nhận được khi cố gắng tỏ ra thông minh và không nghe lời anh. Em sẽ dẫm nát ông ta. Này, anh có ý này hay hơn. Rõ ràng là Vic thích chơi trò hóa trang. Vậy thì chúng ta sẽ giúp cho ông ta trông đẹp nhất nhé. Em biết đấy, trang điểm thêm cho ông ta một chút để trông thật đẹp ấy mà.
Mình ở đâu đây? Chuyện gì đã xảy ra với mình? Trên người của mình là những thứ gì thế này? Lũ gấu đáng ghét, các ngươi gọi đây là trang điểm hả?